Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 10 tháng 11 trên đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh sẽ bắt đầu ổn định và giảm dần cường độ. Quá trình hội tụ gió trên cao cũng suy yếu, nên mưa tại khu vực Bắc Bộ sẽ giảm, chỉ còn tập trung vào sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 15 cho đến 18 độ. Vào ngày mai thì mưa sẽ giảm và trời chuyển khô ráo hơn. Nhiệt độ cao nhất cũng chỉ tăng lên ngưỡng từ 20 cho đến 23 độ. Thưa bà con, thời tiết lạnh cùng với mưa ẩm ướt trong những ngày này là điều kiện thuận lợi cho virus vi khuẩn phát triển. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tụ huyết trùng trên gà. Bệnh thường xảy ra lẻ tẻ, tỷ lệ ốm không cao nhưng tỷ lệ chết rất cao. Để phòng bệnh tụ huyết trùng cho gà thì bà con cần lưu ý chuồng trại phải thông thoáng, sạch sẽ, thức ăn đầy đủ dưỡng chất và vitamin, nước cung cấp phải sạch, che chắn chuồng trại không để đàn gà quá lạnh. Bên cạnh đó, bà con cần thực hiện chặt chẽ nội quy về an toàn và vệ sinh thú y trong chăn nuôi. Con người, dụng cụ trang thiết bị khi tiếp xúc với gia cầm phải đảm bảo an toàn dịch bệnh, không nuôi các con vật khác loài cùng trại. Cùng với đó, thì bà con cần phòng bệnh cho gia cầm bằng vaccine, đặc biệt trước các thời điểm chuyển mùa. Trong trường hợp đàn gia cầm khỏe mạnh nhưng đang trong vùng dịch và có nguy cơ cao, ngoài bổ sung kháng sinh trực tiếp vào thức ăn hoặc nước uống, thì bà con nên tiến hành tiêm vaccine phòng bệnh cho toàn đàn. Đối với đàn gia cầm bị mắc bệnh, bà con cần nhanh chóng sử dụng kháng sinh với liệu trình từ 3 cho đến 5 ngày, đồng thời bổ sung vitamin, dung dịch điện giải giúp nâng cao sức đề kháng cho đàn gà, tăng hiệu quả điều trị. Bên cạnh đó, bà con cần tiến hành công tác tiêu độc khử trùng chuồng trại và môi trường xung quanh bằng các loại thuốc thông dụng. Tiếp tục với những thông tin thời tiết tại các tỉnh Trung Bộ. Trong đêm nay và ngày mai, mưa chủ yếu tập trung tại các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Phú Yên, có nơi vẫn xảy ra mưa vừa, nên nhiệt độ trưa chiều cũng không tăng quá cao, chỉ phổ biến trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ. Riêng các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, trời vẫn ở ngưỡng rét khi nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động từ 20 cho đến 22 độ. Còn các tỉnh cực Nam thì nhiệt độ ở mức là 29 cho đến 31 độ. Lùi xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong ngày mai, thời tiết không biến đổi quá nhiều, mưa chỉ xảy ra rải rác tại các tỉnh ven biển miền Tây vào thời điểm chiều tối. Còn ban ngày thì trời có nắng gián đoạn, với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 27 cho đến 30 độ tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và từ 29 cho đến 32 độ ở các tỉnh thành Nam Bộ. Thưa quý vị và bà con, xoài là cây trồng cho giá trị kinh tế cao tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, cây xoài cũng rất dễ bị bệnh, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng quả. Thán thư là một loại bệnh phổ biến thường gặp trên cây xoài. Bà con có thể phòng trừ bệnh thán thư với các biện pháp đơn giản như trước khi vào vụ mới thì bà con cần vệ sinh vườn cây, trừ sạch cỏ dại, cắt tỉa cành sâu bệnh và cành vô hiệu nằm khuất trong tán lá cho thông thoáng tán cây để ánh nắng chiếu vào dễ dàng nhằm hạn chế độ ẩm cao. Cắt tỉa hợp lý cũng giúp cho việc phun xịt thuốc phòng ngừa sâu bệnh được thuận lợi hơn. Bên cạnh đó thì bà con cũng nên bón phân đầy đủ và cân đối, tránh bón thừa đạm. Vào giai đoạn xoài ra chồi non và nụ hoa quả non, nếu gặp điều kiện độ ẩm cao, sương mù nhiều thì phải kịp thời phun phòng ngừa theo hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp. Và tiếp theo mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, còn trưa chiều thì giảm mây và hửng nắng, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 cho đến 24 độ. Sang tới khu vực phía Đông Bắc Bộ, tại đây đêm và sáng nhiều mây và có mưa ở một vài nơi, còn trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2, trời rét, vùng núi có nơi có rét đậm, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ, vùng núi có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất là từ 20 cho đến 23 độ. Để mời các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, tại đây trời nhiều mây và có mưa rào, tập trung tại phía nam của khu vực, gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 2, cấp 3, phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất tại phía Bắc từ 16 đến 18 độ, còn phía Nam từ 19 cho đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc từ 20 đến 22 độ, phía Nam từ 23 đến 26 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào ở phía Bắc khu vực. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc từ 27 đến 29 độ, còn phía Nam là từ 29 đến 31 độ. Chuyển sang các tỉnh vùng cao Tây Nguyên. Tại đây mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ và cao nhất dao động từ 27 đến 30 độ. Còn tại các tỉnh thành Nam Bộ thì mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.